chào quý vị khán giả. Chương trình Trang truyền hình địa phương huyện Bạch Thông kỳ này sẽ có những nội dung chính. Đến năm 2025, Bạch Thông phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bất cập trong quản lý khai thác cây mọc sen trong rừng trồng. Bạch Thông chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ 15, đến hết năm 2025, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 37 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 thôn đạt thôn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xã tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huy động, kết hợp các nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, thôn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn để có giải pháp, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả chương trình. Năm 2021, huyện Bạch Thông được giao gần 3 tỷ đồng nguồn thu từ tiền sử dụng đất để thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trong đó, nguồn vốn từ năm 2020 kéo dài sang năm 2021 là hơn 77 triệu đồng với hai công trình chuyển tiếp là khu dân cư Quỷ Nim, thị trấn Phù Thông, giai đoạn 2 và khu dân cư Bắc Lanh Trang, xã Lục Bình. Trong năm 2021, địa phương được phân bổ gần 2,9 tỷ đồng để khởi công mới hai công trình là nhà văn hóa xã Đôn Phong, đường Nà Lôm đi Lủng Lầu xã Đôn Phong. Hiện nay đã giải ngân được hơn 1,4 tỷ đồng, đạt gần 50% nguồn vốn được giao. Từ nguồn thu tiền sử dụng đất, huyện Bạch Thông đã đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa xã Đôn Phong. Công trình nhà văn hóa xã Đôn Phong là công trình thuộc nhóm C với mục tiêu tạo điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo học tập và sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã Đôn Phong cũng như nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển văn hóa của huyện. Bên cạnh đó, nhà văn hóa xã được xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới của xã Đôn Phong. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 300 m², quy mô 150 đến 200 chỗ ngồi, dự kiến đến hết năm nay sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Thưa quý vị, tháng 4 vừa qua, văn bản số 731 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Cạn về việc dừng khai thác gỗ mọc sen có hiệu lực. Tuy nhiên, để quản lý chặt chẽ thì vẫn còn khá nhiều bất cập. Phản ánh của nhóm phóng viên. Vừa qua, Trạm Kiểm Lâm Quang Thuận phát hiện vụ việc khai thác gỗ mọc sen trong rừng trồng tại thôn Nà Chèn, xã Dương Phong. Hiện trường là rừng mỡ đã khai thác của chủ rừng Nguyễn Duy Đức. Người khai thác là Trần Văn Nguyên, chú cùng thôn. Gỗ mọc sen được cất giữ ở gần xưởng gỗ ép Lê Tuyến thuộc thôn Nà Chèn với gần 10 ste. Đây là vụ việc đầu tiên trên địa bàn huyện được phát hiện sau khi đã có văn bản 731 về việc dừng khai thác gỗ mọc sen của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điều này cho thấy mặc dù văn bản đã ban hành và được phổ biến, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm. Trái ngược thì đa số các chủ cơ sở chế biến gỗ rừng trồng lại lĩnh hội và thực hiện khá tốt văn bản này. Kể từ thời điểm văn bản được ban hành, không một xưởng nào nhận thu mua gỗ mọc sen trong rừng trồng. Tỉnh đã có chỉ thị là tạm dừng. Hầu hết là gỗ ở đây là toàn là gỗ rừng trồng thôi. Cho nên là những cái gỗ mà trái phép mà là hầu như không ở đây thì cũng không nhận. Toàn bộ xưởng trị thì là gỗ mỡ và gỗ keo, bù đề, rừng trồng. Còn ngoài ra là không có gỗ tạp. Mình là cái người sản xuất mà mình không thu mua thì đúng là họ cũng không thể bán được. Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra văn bản số 503 về việc quản lý khai thác gỗ tự nhiên mọc sen trong rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, nhiều đối tượng đã lợi dụng để khai thác gỗ rừng tự nhiên gây ra nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, quản lý. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành văn bản số 731 ngày 20 tháng 4 năm 2021 yêu cầu dừng toàn bộ việc khai thác gỗ rừng mọc sen. Ngay khi nhận được văn bản, huyện Bạch Thông đã chỉ đạo các xã thị trấn nghiêm túc thực hiện. Sau gần 4 tháng, cơ bản người trồng rừng, khai thác rừng trồng cũng như các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng đều thực hiện tốt. Tuy nhiên, một số đối tượng cố tình vi phạm. Để xử lý các vi phạm, ngành chức năng sẽ xem xét cụ thể hành vi, mức độ vi phạm theo căn cứ của pháp luật. Tuy nhiên, quy định xử phạt vẫn chưa cụ thể. Khi người dân mà vi phạm cố tình thì với cái mức độ nhỏ thì hiện nay thì chúng ta cũng đang ở cái mức nhắc nhở để cho người dân không khai thác cái cây mọc sen ở trong rừng trồng.
Theo văn bản số 731 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tạm dừng toàn bộ việc khai thác gỗ tự nhiên mọc xen trong rừng trồng. Chủ rừng chỉ được khai thác cây rừng trồng, không được khai thác gỗ tự nhiên trong rừng trồng sản xuất. Để quản lý chặt chẽ hơn về vấn đề này, việc đưa ra chế tài xử lý vi phạm cần cụ thể hơn, từ đó tránh được các trường hợp cố tình vi phạm xảy ra. Thưa quý vị, xác định diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức cao nhất trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Quá trình diễn tập phải tổ chức chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm của địa phương và sát thực tế chiến đấu. Diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, năng lực khả năng tham mưu và triển khai thực hiện của các ban ngành đoàn thể trong tác chiến phòng thủ khi có tình huống. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của quân khu 1, tỉnh ủy, ban chỉ huy quân sự tỉnh và ban thường vụ huyện ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo thành lập ban chỉ đạo diễn tập, tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch diễn tập, thành lập ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị các văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập. Trên cơ sở đó, các ban ngành địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập theo kế hoạch, đồng thời hướng dẫn các phòng ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị đứng chân trên địa bàn xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập. Các cơ quan, đơn vị địa phương đã phát huy tính tích cực, chủ động, triển khai công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đến nay thì cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, như đối với Đảng ủy thì đã ban hành nghị quyết và chỉ thị để lãnh đạo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ này. Và đối với ủy ban đã xây dựng và ban hành quyết định thành lập ban tổ chức diễn tập, cũng như là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, là đối với các tổ như tổ nội dung, tổ đảm bảo thì đã được ban hành, rồi là cũng đã tổ chức họp để thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Và trong quá trình tổ chức thực hiện thì trong đến thời điểm này thì nói chung cơ bản là về các cơ văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thì đã thực hiện xong. Trên cơ sở chỉ thị nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nằm trong kế hoạch diễn tập đã tổ chức quán triệt cho các cơ quan ban ngành của địa phương, đồng thời thành lập ban tổ chức và các tổ giúp việc diễn tập, hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản, văn kiện của các ngành trong diễn tập khu vực phòng thủ. Căn cứ lịch công tác của ban tổ chức diễn tập huyện, Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan ban ngành xây dựng kế hoạch, bổ sung thêm các mốc thời gian cho phù hợp. Các thành viên ban tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ diễn tập, thực hiện nghiêm quy trình bảo mật trong quá trình soạn thảo, in ấn, lưu trữ tài liệu phục vụ diễn tập. Ủy cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác diễn tập, chỉ thị về công tác diễn tập của huyện ủy, đồng thời là tham mưu thành lập về ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban diễn tập, và tham mưu cho ủy ban huyện có kế hoạch tổ chức diễn tập phòng thủ. Đồng thời thì trên cơ sở các nội dung đó thì họp ban chỉ đạo, ban tổ chức và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác chuẩn bị tiếp theo. Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn tập, ban chỉ đạo diễn tập thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời bổ sung điều chỉnh các vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuẩn bị diễn tập, thống nhất các tình huống, phương án tác chiến. Song song với công tác chuẩn bị công sự trận địa, các đơn vị cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch nội dung, chương trình huấn luyện bổ sung sát với phương án diễn tập, đảm bảo bí mật an toàn. Trong phương hướng tới, cơ quan quân sự tiếp tục là phối hợp cùng với các phòng ban ngành của huyện để tham mưu cho ban chỉ đạo, ban tổ chức, nhất là ban tổ chức diễn tập khu phòng thủ huyện, để chuẩn bị đầy đủ các mặt, từ về con người, từ cơ sở vật chất và các mặt bảo đảm khác, để đảm bảo cho diễn tập khu phòng thủ huyện đạt được kết quả tốt nhất, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, quan trọng nhất là an toàn tuyệt đối về mọi mặt và đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch chỉ thị của trên. Để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông đã phát động phong trào làm thêm giờ với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, tận dụng triệt để thời gian làm việc cả thứ bảy chủ nhật, tranh thủ làm đêm để giải quyết công việc chuyên môn. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả tốt nhất. Quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình của huyện Bạch Thông. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.